hay sao? Lời loa tay của Mỹ JBL Control 3 Pro gửi cho khách ở Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Rất cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Khách hàng này mua lần thứ 3. Cực kỳ hiếm khi có một đôi trùng CD các bạn nhé. Thật ra trùng thì chả làm gì đâu. Qua thì nó vui hơn thôi. Thì còn kể cả có trả trùng thì nó cũng chất âm nó như một mà. Với cấu tạo nó cùng một model thì nó phải giống nhau chứ các bạn đúng không? Control 3 Pro 077. Đôi loa còn rất đẹp luôn. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Cái dòng Control 3 thì nó khác cái loa Control 1 ở chỗ này. Loa tép này nó làm kiểu cách khác đi. Nhưng loa bát thì nó có như ai đâu ngờ. Một chiều loa bát thì nó đều gân cao su, đều đã mục phải thay. Không thay không dùng được, đặc thù loa này các bạn nhá. Không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng. Control 1 tôi bán giá 3,8 triệu, Control 3 bán giá 4 triệu đồng. Xin cảm ơn. Control 3 thì nó ít có lắm. Ít có xuất hiện. Thật ra là Control 1, Control 3 nó như nhau các bác ạ. Chẳng qua là khách hàng thì cứ thấy con số nào lớn thì nghĩ nó hay hơn. Chẳng qua là nhà sản xuất đã làm kiểu cách đi khác thì nó phải đặt tên khác. Thì mình đa phần khách thì cứ nghĩ số lớn là phải hay hơn số nhỏ, đúng không? Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.